Xin chào các bạn, tiếp tục hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái kèo game đang nổi đình nổi đám ở trên Telegram, có tên là MemeFiCoin. Thì đây là cái giao diện chính của MemeFiCoin. Các bạn có thể kích vào cái con quái vật này. Đấy, mỗi lần kích thì các bạn sẽ nhận được 8 point điểm giống như mình, và cái số lượng điểm bạn tích lũy sẽ được thể hiện ở trên này. Thì mình sẽ nói sơ qua với các bạn về những cái tác vụ ở trên cái màn hình của cái kèo game MemeFi này. Thì đây là cái đồng hồ để cho các bạn thấy là cái mức năng lượng nó được tích lũy. Các bạn có 6.000 point điểm với một cái lần các bạn thực hiện claim ở trên cái app đào này. Đây các bạn xem, khi các bạn kích vào thì cái số điểm của nó sẽ bị trừ dần đi. Bao giờ hết 6.000 thì các bạn phải chờ thời gian gọi là năng lượng nó phục hồi. Thì mình đang ở cái cấp level là 2 triệu. 2 triệu thì mình mới claim được có 1 triệu 100... nghìn cái point điểm thưởng này thôi. Bao giờ nói chung là các bạn phải làm sao cho cái 2 triệu này nó hết, và cái trái tim đầy máu giống như kiểu mình phải đi giết con quái vật này đó, thì con quái vật này nó còn 1 triệu điểm máu ở trên người nó. Chúng ta giết được cái 2 triệu cái điểm này thì chúng ta sẽ sang một cấp mới và tiêu diệt một con quái vật nó lớn hơn. Và ở đây chúng ta sẽ có cái mục booster. Booster là cái mục có thể cải thiện được cái tốc độ của các bạn khi mà đào được cái coin ở trên cái kèo MemeFi này. Ở đây sẽ có mấy cái tab nữa, đó là tab Turbo và tab Recharge. Recharge là cái thời điểm, là cái khả năng mà các bạn phục hồi lại được cái 6.000 điểm ở đây này. Đấy các bạn, khi các bạn hết 6.000 các bạn ấn vào Recharge thì nó phục hồi lại cho các bạn ngay 6.000 và các bạn thôi lại tiếp tục lên ngay ngay được. Và ở đây nó có cái mục Turbo. Turbo nghĩa là các bạn tăng được cái tốc độ đào, tăng được cái thời gian, cái số lần các bạn giết được con quái vật. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Còn đây ở phía dưới này là các cái mức mà level về cái mức năng lượng này, cái mức recharge thì mình đã nâng cấp lên đến max speed rồi. Nghĩa là mình mỗi một lần mình nâng cấp thì sẽ trừ cái điểm ở trên số point điểm mình tích lũy ở trên đây. Và mình recharge nghĩa là cái thời gian phục hồi năng lượng để đào tiếp ấy của mình đã đến cái mức max rồi, không thể hơn được nữa. Và đây là cái khả năng mà các bạn claim được đó. Thì chúng ta sẽ thử cái mục turbo để cho các bạn thấy cái tốc độ claim nó sẽ được tăng lên gấp đôi như thế nào. Nó sẽ được x2 lên các bạn nhé. Đây mỗi lần mình click vào thì được 8 điểm, nhưng mà khi đây có cái lọ mực đi, các bạn kích vào đấy, bắt đầu sau đó các bạn sẽ vào claim nó. Mỗi một lần mình ấn nút vào thì mình sẽ được thêm 80 point điểm, nó lớn hơn rất nhiều so với lại các bạn không dùng cái chế độ turbo. Thì các bạn có thể dùng mấy đầu ngón tay các bạn kích cho nó được nhiều đó, tranh thủ nhất có thể với cái mức turbo này đó. Các bạn xem đó, mình sẽ lấy 5 đầu ngón tay của mình để kích vào, tích lũy được càng nhiều cái điểm. Bao giờ khi mà hết cái chế độ turbo thì cái ánh hào quang màu tím nó sẽ tắt đi các bạn nhé. Thậm chí máy còn đang treo đi các bạn này. Đó. Cái kèo này thì không biết là máy chủ ở dự án trên Telegram có được nâng cấp hay không, nhưng mà mình thường thấy là đến cái mức chơi turbo này nó sẽ có cái độ lag, độ treo. Giờ đến thời điểm này thì nó không hiển thị điểm nữa các bạn ạ. Nó chắc nó bị lag rồi. Và có lẽ mình sẽ phải tạm dừng lại để chờ nó load lại. Đấy, các bạn xem, nó đang bị treo đơ rồi. Rồi, đó. À, vẫn còn được này. Đây, hết rồi này. Đó, như vậy là chúng ta đã hết cái mục turbo. Và, đấy, chúng ta chỉ còn 2 lần nữa để có thể tăng được cái tốc độ kiếm điểm ở trên mỗi một lần kích vào. Đây là các cái mức năng lượng, các cái số điểm point mà các bạn sẽ phải mất ở trên cái số lượng tích lũy ở trên này để có thể nâng cấp được cái level để đào. Đây là cái vũ khí để các bạn đập vào cái con quái vật đấy. Còn ở đây, đây là energy cap, là cái khoảng năng lượng đấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình mà nâng cấp thì mình sẽ chỉ còn có 600.000 nữa thôi, nên là mình sẽ không nâng cấp với cái khoản này để tích lũy dần thôi các bạn ạ. Các bạn càng nâng cấp nhiều thì các bạn sẽ bị mất càng nhiều cái số point điểm tích lũy tổng về trên này, nên là mình khuyên các bạn nâng cấp đến mức độ nào đó thôi, chứ đừng nâng cấp nhiều quá. Đến lúc mà dự án kết thúc lại không kịp bù lại đến cái phần mình nâng cấp thì nó sẽ rất là phí cho các bạn. Đấy, còn đây là leaderboard.
Cái mục này thì nó nói về cái số lượng top những cái người tham gia. Thôi mình bỏ qua phần này đi. Đây, đây là giao diện trên Telegram. Như các bạn kích vào play thì sẽ ra được cái giao diện đây, Start Playing này. Rồi, một điều nữa là các bạn có thể sử dụng mã mời bằng cách vào cái mục Invite này. Đấy, các bạn mục Invite và copy cái đường link này. Cái đường link này mình sẽ để ở phần phía dưới của mô tả, với bạn nào mà muốn tham gia đào cái con meme Ficoin này với kênh Invest TV chúng mình. Thì các bạn mời được nhiều người tham gia thì dĩ nhiên các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng bonus từ việc giúp lan tỏa cái dự án này đến với cộng đồng. Ở đây là cái mã mời mình để phía dưới mô tả clip để các bạn có thể tham khảo để đào cái con meme Ficoin này cùng với kênh Invest TV chúng mình nhé. Đó, kèo này thì cũng rất là hứa hẹn tiềm năng đấy, các bạn nên tham gia sớm các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.